Ăn kiểu này gọi là kiểu ăn tin gơn đấy các ông ơi Tôi có duyên với cái đất The Dragon Bean này từ năm 2014 Còn trước 2014 thì gần như chẳng bao giờ tôi sang cái bên này cả À nếu mà có thì cũng chỉ là đi sang Ninh Hiệp để xem quần áo hết Cái hồi đó là tôi đang hạnh phúc với cả Huyền lắm Huyền ở trong cái clip lầu ếch nói hôm nọ đấy Hồi ấy là gần như ngày nào tôi cũng sẽ sang cái bên The Dragon Bean này để đi chơi với Huyền Kiểu đi ăn, đi chơi, đi bơi, thuyền rồng, hẹn hò các thứ À quên đến cái đoạn này phải nói vội Cái bánh mì nướng ở đây ngon, dã man Bánh mì nướng ở quán này phải sâu bét, sâu đỉnh luôn ở bên trên nó có một cái lớp phô mai rất chi là ngon ngậy và dính đấy các bạn nhìn thấy độ dính của nó đây này cái kiểu bánh mì này là nhân viên vừa đặt lên bàn thôi là đã gửi thì cái mùi thơm rất chi là quyến luyến rồi à quay lại cái câu chuyện hồi đấy đi chơi với huyền cái kiểu lúc ấy yêu nhau tình cảm bồi hồi quyến luyến lắm ấy thế mà lúc nào tôi cũng chỉ đưa huyền đi chơi đến khoảng 11 giờ kém mà đi về rồi mấy lần huyền đều bảo là còn sớm mà hay là anh sợ bố em à kiểu lúc ấy tôi cũng vẫn giữ cái dáng vẻ lạnh lùng kiểu cool boy ấy, ngầu ấy kiểu đẹp trai boy xong rồi kiểu boy lạnh lùng chỉ im lặng để tạo sự bí ẩn với các cô gái ấy. tôi chỉ mỉm cười xong rồi tôi nói bằng một cái giọng nó rất chi là ân cần và có nhiều âm bass kiểu âm trầm ấy kiểu nói chuyện bằng một cái voice mà người ta nghe rằng là biết mình là một người đàn ông tình trải bố nhưng thực ra là vì tôi sợ chó, nhà Huyền ở cạnh cái chợ Ngọc Thụy ở trong cái ngõ ở gần gần đó, ngõ lắm chó dã man luôn, chẳng hiểu sao mà dân ở trong ấy như kiểu không thể nào sống đi được nếu như mà thiếu đi cái giống loài động vật chó hay sao ấy? Nhưng rồi một hôm Huyền rủ tôi đi ăn thịt nướng chảo gang các thứ, à, sau hôm ấy đi ăn về tự nhiên chó lại không đuổi nữa nhá, ảo vãi. Thế là từ sau hôm ấy tôi rất thích đi ăn đồ thịt nướng chảo gang các thứ ở bên Long Biên, tại tôi thấy ăn mấy đồ này rất là an toàn. Nói chung thì sau những ngày chìm trong tâm tối, tôi mới hiểu ra rằng muốn làm việc lớn thì phải làm thật tốt những việc nhỏ. Mà việc đầu tiên là việc ăn À đấy, video này được quay tại Mu BBQ 154 Nguyễn Văn Cử Long Biên nhá Đồ nướng ở đây là nướng theo cái kiểu Hàn Quốc Mà vị bò, vị thịt thì cũng theo kiểu Hàn Quốc luôn Nổi tiếng nhất ở đây là các loại thịt bò nướng và lòng bò nướng Đỉnh chóp luôn là lòng bò ăn Santa Fe mút môi luôn Quán này cũng có cả lẩu thái, ăn thì cũng tạm được Ăn lẩu vui vẻ làm gói mì tôm thì cũng là ok Đến ăn đi sau còn kể chuyện tiếp nhá Bye bye bye